nhắn ai đi về. Miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng, sôi dòng cầu Long Giang, mênh mông rừng trong bạc ngàn. Sáng hôm nay thì em có nhận lời đến quận 9 của thành phố Hồ Chí Minh đến đây để ghi hình và báo giá dùm cho khách hàng. Không biết là chú nói là bán mấy con gì đây, nghe nó cũng mông lung quá. Thì bà con cô bác cũng như là quý anh chị chúng ta xem mà chúng ta ai cảm thấy thích muốn mua những cái con động vật trong cái video này thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của chú hoặc là số điện thoại của em. Em cũng chưa biết hôm nay em quay phim con gì. Chú nói nghe mông lung quá. Chú nói nghe mông lung quá, không biết quê con gì. Chú nói lên thấy chỗ đi rồi chú cho biết, chú cho hay. Cái này đúng không? Đây là Long Hưng, Long Hưng City, thành phố Long Hưng hả? Đẹp quá ha. Đây là quận 9 thành phố Hồ Chí Minh của chú chị và các bạn. Mà đi quay không phải là quay đây, quay ở trong cánh đồng ở phía sau những cái chỗ mà người ta quy hoạch. Rồi thì mời bà con anh chị chúng ta xem, chúng ta hướng mắt về mọi người, chúng ta theo dõi coi hôm nay em bán con gì và giá cả như thế nào nha. Chúc của chương trình của bạn có một ngày tốt lành. Dạ. Ở đây là mình trong bên đó của chú luôn đó hả? Thì chú định bán sao đây? Chú định bán đâu, con nào cũng mới biết được chứ. Bây giờ chú phải cho con biết nè, là chú bán con nào. Đó là chú phải cho nó vô một cái chỗ nào đó đứng im vị trí. Dạ đúng rồi, cho nó ngay thẳng đâu đó mình coi cho nó kỹ. Bây giờ chú chỉ, con nhìn mông lung quá, con nhìn con cũng không biết được sao, nó đông quá. Chú quen thì chú biết, gặp con là thua rồi. Chú đi xe lại cái bài cho con lấy tấm hình cái chú. Nó dạng quá hả chú? Dễ thương như trời. Hết biết mấy chồng. Dạ. Ê. Thôi không có chơi. Cô chú con ngé bê này, con ngé thôi. Đây nè, đó, con mẹ con đó. Dạ một con. Còn con kia kìa. Ok cho nó chữa. Chữa. Con nào chữa hết. Mà điều cái con này cần đẻ, con này tới ăn Tết xong mới đẻ. Dạ. Tại vì con trâu của người ta không thấy nhỏ con quá, trâu này con ngé muốn bằng trâu mẹ của người ta vậy đó. Bò trâu này bự con quá ha. Đó là của chú nè, mẹ con đó chứ con này rồi là ba con rồi, ba con rồi. Ôi trâu rồi, dễ thương nha. Con này thiệt sự mà nói là con không biết giá trị nó là sao, tại vì con bò con còn biết, cái con trâu con thua rồi đó. Cứ vậy không. Ủa mấy nhé, nhìn cái dàn xương của nó kìa, ông ơi, nó khủng khiếp luôn. Con trâu đực này mình chắc không dám lại gần nó đâu hả chú? Mấy con trâu này, mấy con trâu chở nè, ông ơi, coi nè, vú nè. Giữ con. Cái đang giữ con hả chú? Giữ con. Đâu chú còn nữa. Bây giờ chú cố định nó lại một con được không? Quá trời luôn rồi. Con thấy mấy cái chú mà thả trâu thả bò trong mấy cái khu quy hoạch này là con thấy không phải dạng vừa, cũng đại gia không à? Con thấy rồi, con quay biết bao nhiêu người rồi.
Còn con nào nấy đang giữ con không hả chú? Châu này gốc ở đâu ta? Đang giữ con luôn. Ừ, con hết. Giữ con mà sắp đẻ nữa. Châu người ta phải cái nuôi châu vậy nè. Đằng trước đó đó, cái con đó đó. À. Là con của nó, còn con đó là mù côi. À. Ừ, là hồi đó mình mua là mua mù côi đó. Cái con đằng trước đó mới con của nó. Dạ. Con đằng sau này đi theo chung vậy chứ mù côi không? Không phải là con nó mẹ nó. Nó cũng sắp đẻ rồi. Quá trời châu. Tính cái bài này còn mấy chục con mà hả chú? 70 con. 70 con châu. Ừ, của chú là có 10 con à. Còn mấy người kia nó không vô thì mình đó, nuôi bầy ha. Đó nè, đó đó. Là anh đó là anh chủ 60 con kia. Không có. Nó cũng có 10 con. À. Mấy người kia nữa. Trời ơi, con thấy châu này bự con là lên là người ta thấy là người ta mua liền đó, chắc cú luôn. Trời ơi, câu người ta tẩy không à. Dạ. Con châu nhìn thấy hết biết luôn. Điều gì cột thôi chứ. Là sáng mình thả chuồng ra tự động nó đi ăn no chiều nó về. Ừ, cột đằng dưới kia là ủa, chuồng mẹ. Là có uống thêm cám gì không? Không, không có cám lớn gì. Là cỏ không mà nó mập ủa, vậy đó hả chú? Ừ. Rồi. Trời ơi, đụng cỏ ăn không chứ cám gì. Mà đổ cám nó đúng gì nữa đúng. Dạ, con thấy mấy con trâu gì đâu, cổ nó lút hết trơn. Ừ, cỏ binh đông binh. Ê dạ chú có dự định bán sao chưa? 10 con này chú định bán sao chú tâm sự ngon sơ sơ đây. Ờ, mày để thẩm giá coi 10 con này khỏi chừng nhiêu. Không có cái này theo ý của chú muốn bán bao nhiêu thì con coi. À, con thấy cái giá nó hơi cao thì con nói chú lớn nhỏ mà bộ đồng 10. Bây giờ 10 con này á, thì theo con là bây giờ nó đi vậy là con không quay chính xác được rồi. Bây giờ mình ngồi lại mình cập nhật cái thông tin giùm con cho chính xác. Là có bao nhiêu con trâu mang thai, bao nhiêu con trâu ngé? 6 con là mang thai hết. 3 con đó là bây giờ là tới tháng 5 là đẻ hết. Là 3 con, còn 3 con nữa là ăn Tết xong đẻ. Là chữ hết. 3 con tháng 5 đẻ, 3 con tháng 12 đẻ. Đẻ rồi, đâu ba con tháng gần ba con từ tháng 5 trở lại đẻ từ đây tới rằm tháng 5 rồi còn ba con còn lại là sau tháng là trước tháng giêng đẻ ăn tết xong 4 con nghe đực 4 con nghe đực đó cao khoảng mét mấy chú? Thì đó con chỉ là chỉ mày đó. À, 4 con nghe đực đó hồi nãy chắc cũng khoảng tầm 1m10 mấy á. Mà châu lớn con nha quý vị. 4 con đực. Châu bự dữ lắm, bự ngồi đây ngồi xa xa mà nhìn thấy nó kìa. Đó. Ủa, tưởng nó thêm một ông chủ châu nữa chứ. Ông chủ xe. Dạ rồi thì bây giờ là 6 con châu bự với lại 4 con châu đực ngé. 4 con trâu đực đó khoảng tầm 1m15 cho tới 1m2 đó. Là bây giờ theo ý chú định bán giá như thế nào? 19 triệu con. 4 trâu đực ha. Bổ đồng hết luôn, nguyên qua 10 con. 10 con này là chú bán 190 triệu. Ừ. Được không? 19 triệu con. Ừ. Được không? Không được 20. Ừ, con thấy nó sao sao thôi chứ sao? Thế chú bán giá rẻ chứ. 200. Thôi kêu 19 triệu bán 19 triệu đi chứ giờ nói rẻ mình tăng giá lên đâu được. Chứ giờ chú kêu giá rồi, giá là chú kêu. Đó, bây giờ chú thấy con nói chú bây giờ chú kêu giá rẻ, chú thấy con nói rẻ cái chú kịp bơm giá lên thì mới móc sao bán đúng không anh? Trời 190 luôn á. 190 triệu. Ừ, 10 bổ đồng mà là 19 triệu con. Là ví dụ mà người ta bán lẻ, bắt lẻ 4 đực không chú bán không? Lẻ không trời hết. Bán hết mấy bạn giá đó. Ừ, bán hết. Bán cái là hết 10 con. Đây nhiều người nhà người ta khổ tiền đâu người ta mua hết. Thì rủ nhau không? Giống như mày quay cái clip ở dưới ấy anh tôi nó rủ người ta khó khăn người ta trẻ chú có bán không? Phải có. Thì à, anh thấy nãy giờ em đâu có dàn dựng đâu. Có sao em nói vậy à? Đúng rồi. Phim của em là thực tế mà.
ví dụ người ta khó khăn thì đủ hai ba người gì hùng chứ còn bán hết chứ còn bán con hai con là yeah. Mà mình bán hết ha. Ừ, bán hết có 10 con là bán hết 10 con bán yeah. À, ở trong đây 6 con trâu cái chữa này á, là bao nhiêu con tơ, bao nhiêu con rạ chú? Tình trạng đẻ bao nhiêu lứa rồi? 5 con là đẻ rồi, có một con cái tơ thôi. Dạ, yeah. 5 con đẻ đó đẻ là bao nhiêu lứa rồi chú? 3 lứa. Mỗi con là 3 lứa. Mang bầu lứa thứ 3. À, mang thai lứa thứ 3. Ừ. Là tình trạng của nó hoàn thiện hả chú ha? Hoàn thiện, nghiêm chỉnh. Dạ rồi. Vậy là mình bao mình lãnh vấn đề lò lũ hí tử cung cho người ta ha. Ừ, trời ơi, trâu vô tư đâu có như bò đâu mà cấy đâu mà lòi. Dạ rồi, thì cái thông tin này cũng rất là quan trọng khi mà mình muốn bán được những con trâu của mình. Mình phải cập nhật đầy đủ thông tin cho khách hàng. Trâu mà đâu có như bò đâu mà cấy đâu. Anh chị xem nè, em đang sử dụng cái thiết bị em zoom ra cho anh chị xem. Phải có cái đàn trâu nè. Con trâu được quay cho coi wow. À. Giờ kiếm châu đực đó hơi bị khó à, ha. Ủa, đi ra ngoài kia rồi. Sao bữa nay tại ông ấy chịu quá. Chiều là chắc ăn là nó về theo bầy đẹp bầy châu cái. Ban ngày nó thả châu cái đi vậy nó không sợ châu đực khác lại giành hết ta. Không. Tại vì lúc này đâu phải mùa lên. Sao mà mình con thấy mình nuôi ở đây cái hiệu quả kinh tế nó ngon mà sao mà chú không nuôi nữa chú? Chung cư là người ta cấm không cho mình nuôi nữa. À, là người ta đang xây quy hoạch ở đây là bắt đầu người ta cấm mình, người ta sợ nó mất vệ sinh đúng không chú? Ừ, đất mình đất trời trâu quy hoạch mà. Nè mấy con trâu đực kia nó cũng vậy đây. Nó luôn đó hả? Con này là con của con đó đó. Con đó. Nó đẻ là con nó từng gửi nó đẻ đó. Con trâu hết biết con trâu luôn ông ơi. Coi vàng xương của nó. Đấy thì nói chung là tổng cái đàn này thì có 70 con nhưng mà của chú có 10 con. Anh chị coi trâu lớn con lắm nha chứ không phải là trâu cam trâu miên nha, không phải là trâu Campuchia nha anh chị. À, anh chị nào mà có nhu cầu thì anh chị liên hệ trực tiếp số điện thoại của em đây ở Đồng Nai. À, ở đây thuộc về quận 9 thành phố Hồ Chí Minh không. Giáp ranh với Đồng Nai, đây là Đồng Nai luôn ha, huyện Long Thành, huyện Long Thành của tỉnh Đồng Nai. À, chú có thể đọc lớn địa chỉ số điện thoại lên đây lên trực tiếp con được không? Thôi số điện thoại mày đi, đầu ta số điện thoại tao chi. Vậy là mày giao dịch đi chú. À vậy là con giao dịch giùm chú luôn. Ừ. Là giá cả chốt giá như vậy luôn không? Ừ. Thương lượng. Rồi. Ừ. Đó không? Từng phân từng nó đâu lợi đẻ đó. À. Con này đẻ là tới xong rồi tới hai con kia. Quá trời trâu. Trâu bự không ha. Con thấy cái mức giá này thấy nó quá mềm. 19 triệu con mà trâu lớn chứ không phải trâu nhỏ. Rồi con trâu đực nó chạy đâu rồi ta? Nè con trâu đực mà nó muốn bằng con trâu mẹ luôn anh chị. Là anh chị đi đi. Đó, nó muốn bằng con trâu mẹ luôn, nó đi theo con trâu mẹ rồi. Đó mình thấy không? Thì cũng mong bà con cô bác anh chị nè ai có nhu cầu mua thì liên hệ ha. Cái này bán 10 con chú mới bán nha. Bán hết 10 con trâu này, hồi con trâu mẹ hết biết luôn. Con đó là từng lễ đổ lại là đẻ đó. Từng lễ trở lại đẻ. Dẫn theo con trâu đực. Đó, đúng rồi đó. Thấy con trâu dằn xương hết biết không? Rồi. Thì em cũng đến đây Long Thành của tỉnh Đồng Nai để ghi hình cũng như là báo giá giùm cho chú cái bầy trâu 10 con trong cái đàn 70 con này. À, có nhiều trâu lắm, anh chị nào mà có nhu cầu mua trâu ha. Thì liên hệ ha, liên hệ em có thể dẫn anh chị đến đây để mà tham khảo. Rồi hỏi chủ bò, chủ trâu người ta có bán không ha. Quá trời trâu à, trâu này nó bự dữ lắm luôn. Nhìn xa xa mà coi nó bự kìa. Không biết cái cách nào để mà hình dung để cho cô chú anh chị các bạn chúng ta biết được là con trâu này nó bự như thế nào. Mình chỉ nói bằng cái miệng không, mà đôi khi anh chị xem ở trong hình thì nó sẽ khác nhau. Rồi mình không có tưởng tượng được con trâu này nó như thế nào ha. Cảnh này quá đẹp luôn. Rồi thì em cũng xin kết thúc cái video đây. Và rất là mong sớm nhận được cuộc gọi từ bà con, cô bác cũng như là quý anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp nha. Xin thần ai kính chào.